Thì đấy, nãy giờ con hát chỉ tăng được 30 đơn. Rồi, ok, ra đây, qua đây. Có tiến bộ. Mỗi ngày tiến bộ một xíu nhá. Chứ còn một phát còn tiến bộ còn từ bậc 1 lên bậc 10 thì ba cũng hơi bị rém nhá. À, hôm nay là con tiến bộ một bước, mai con tiến bộ bước nữa, mỗi ngày như thế ba sẽ cảm thấy ba thích nghi kịp hơn. Chứ con lên như một cánh diều gặp bão thì ba sẽ kéo không có tới. Rồi ok mọi người ơi, bây giờ đang lên cho mọi người. Mày đùa ai đùa? Dạ mày tắm được rồi. Coi, cái mùi nó thơm vậy? Ừ, ngon lắm. Sô-cô-la mà? Ừ, tắm rồi đâu. Coi ăn đi. Mày ngon lắm. Ăn đi. Ăn đi. Ok. Ngon lắm. Rồi. Giờ con tắm sô-cô-la. Ok, ngon. Ngon, ok. Tại trước khi tao vào văn phòng đã ăn ở nhà rồi. Mọi người ơi, bây giờ mình mới đi được khoảng chưa đến một nửa chặng đường nha, 200 đơn mà bây giờ là được 76 đơn. Là còn 100 là 4. Ui. Ui, con tính lại đi con ạ. Ui. À, nói chung là số đầu với số cuối đúng rồi. Số đầu với số cuối là đúng rồi. 204 thì số đầu với số cuối đúng rồi, còn số giữa là hơi bị sai xíu. 100 à. Ừ. 1 2 4 2 7 đó là 4. 124. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ba chỉ chọc con chữ thôi nhưng mà phải đúng rồi. Chứ đơn của mình có 200 mà bây giờ con bảo còn 204 nữa thì ba không biết là phải như thế nào. Rồi ok, còn 124 đơn nữa là tròn 200. Khổ lắm. Rồi, chính xác. Đấy, lâu lâu mình phải xem coi cái cách tính toán của con mình tới đâu, đúng không mọi người? Đấy, tính rất là hay. Đấy. 300 trừ 72 bằng bao nhiêu con? 300 trừ 72. 300 trừ 72. 200 dít 2 2 chục dít 8 vỗ tay. Vỗ tay. Được. Đó là được rồi. Được, được, ok. Rồi, nói chung là trước mắt là tính toán là thấy khá rồi. Bây giờ là học làm sao biết chữ cho nó chuẩn chỉnh là ok nha. Con có tin là con có thể là học chữ theo con nói là con tự học. Con nghĩ là con có tự học được không? Được. Được, ok. Không học nữa thì học không? Được. Bởi vậy nên con thấy không? Có rất là nhiều những... Nó có trường nó nghĩ để đi xa mà. Ở... Ngày xưa con đâu cần đi xa đâu, con ngủ dậy là có người dạy con đấy. Ở... đi xa... Rồi thì ba đâu nhắc đâu mà ba đang chỉ cho con những cái mà con cần phải khắc phục. Bây giờ ba nói chung là vẫn... Con còn đây những người đang xem live có những người họ cũng rất là hy vọng con tiến bộ hơn mà. Tại sao con đâu nói mấy bạn nữa mà thì mình bỏ ngoài tai những cái người mà người ta có những cái câu từ không tốt về mình đi, còn nhiều người họ vẫn đang hy vọng con sẽ tốt hơn mà. Ta trong này là có dài người yêu quý con. Nói chung là mỗi ngày tốt hơn một xíu nha, tốt từng bước từng bước. Điều quan trọng nhất là bây giờ con phải biết chữ thêm, có chữ thì mình kết hợp với lại tính toán nó mới ok được nha. Đấy, rồi ok. Ôi, lâu lâu ba đưa thôi chứ con tiến bộ vượt bậc quá, ba cũng hơi bị sốc tâm lý. 500 trừ 315. Gì? 500 trừ 315. 15 ngàn đúng không? 500 trừ 315, ý là 500 trừ 315. Là sao cha? Thì 5... Toán lớp 1. Thế sao mày bảo là ba đưa phép toán tiếp? Toán gì mà kiểu như là nó đừng có trừ... Thế 2 nhân 9? 2 nhân... Ui dồi chết rồi, hai nhân là sao thì chết tao rồi. Mày biết bốn phép cộng chưa hả? Ừ. Cộng trừ nhân chia mày biết bốn phép cộng rồi. Ừ. Đó, là... cộng trừ... Vừa trừ không? Còn không. Ok, xuất sắc.
10 trừ 0 bằng 0. Ok, tương lai con có thể mẹ mày đi bốc cứt. Vậy vậy vậy. 10 trừ 0 bằng 0 thì tương lai con bốc cứt. 10 trừ 0 bằng 0. Ờ, con bảo bằng 0. 10 trừ 0 bằng 0 thì bà vừa mới khen con mẹ mày phải 300 trừ cho mấy chục con còn trừ nữa. Mà 10 trừ 0 con bằng 0 thì thôi là bà đau lòng. Ngại nữa hả? Thế bây giờ xem bao nhiêu đơn này mình trừ ra. Trời, con số 3 nè. Bây giờ mình đang được 81 đơn, 200 trừ 81 là mình cha con mình còn bao nhiêu đơn? 200 trừ 81 thì ba con mình còn bao nhiêu đơn nữa là hoàn thành? Con lấy 200 con trừ đi 81 đi. Đấy. Còn 99 đơn. Hơi sai sai con ạ. À lọ. Còn lại đã chỉ cho 101.109. Sao lại 101.109? 101.109 còn 2 là 119 chứ làm gì có 101.109. Xem mở cái bút đi. Nè, con ghi cho ba xem nhé. Là 109. Sai rồi con ạ. Đúng rồi, 101.109. 101.109, bây giờ con bỏ cái chữ lẻ đi. Ờ. Là còn bao nhiêu? Là còn trăm. Bây giờ 200. 200 trừ đi cho 81 bằng 119. Bỏ chữ lẻ đi. Bỏ số mà. Không, bỏ cái chữ lẻ đi. Lẻ có nghĩa là con số không ở giữa. À. Ví dụ như 119 thì mình đọc là 119 chứ không có 100 Thôi vậy được. Không nhưng mà bạn con đọc chuẩn đi, 119 đọc đi. 119. À. Thì bây giờ 119 mà con như vậy là con sai rồi. Rồi. 3. Phải làm 3 đi. Ra mày nó có phải hay không mà. Mày ra mày ghi lại cho mọi người xem. À. Đây. Thì đúng mà, lấy xuống nó vào luôn. Tao ghi lại đi. Nè, ví dụ đi. Cái vừa rồi là sai rồi. Nè, 8, 1, cộng là him. Không, sai rồi. Thay số 9 ở giữa bằng số 1. Bằng 200. Sai. Đúng. Tao là thầy hay mày là thầy? Đúng mà. Riêng, riêng. Thế mà có người còn comment đúng rồi thì tôi cũng lạy luôn đó. 81 cộng 199 bằng 200, về học lại lớp 1 dùng cái. Mẹ, 81 cộng 199 bằng 200 mà cũng comment đúng rồi. Mai mời phụ huynh nhá. Học với hai. 81 cộng 199 là còn đúng rồi nữa. Nước mắt trào dâng. Bố mẹ cho đi học bao nhiêu năm bây giờ còn đúng rồi này. Học lại đấy. Dạ. Mày lại quất tới 910 rồi. Từ từ chị chấm này nó rồi nó vào đó. Nè, khoan, hồi nãy là 200 trừ 81 bằng 119. Vậy thì 119 là ghi cái gì? Ta đọc bằng miệng mà mày vẫn còn ghi ra 199. 19 hả? 119. 19. 119. Mẹ cái con này, mày lại giống với cái thằng học sinh ở trên lớp ấy. Cô bảo màu vàng mà cuối cùng đến chỉ màu vàng nó vẫn là màu đỏ. 119, ta đọc cái số bằng mồm vậy mà mày vẫn còn ghi ra được. 119. Có số không không? Cái này số không không? Đã gọi là 119 vậy là còn số 0. Đấy. Đúng rồi. Là... Mai mày đi học với mấy cái con mụ mà nãy giờ comment là 81 cộng 199 bằng 200 nha. Mai mày đi học lại, mai tao tổng hợp lại các học sinh để tao dạy luôn một lượt. Đấy, đấy nghe con được. Nè. Còn hồi nãy mày ghi là 199 mà phía trước 81 cộng mà có mấy mấy cái mụ học trò nó còn vô nó comment là đúng rồi, tao đau lòng. Ông cho đây, ông làm toán cho tôi để tôi ghi cho. Làm toán gì? Làm toán gì cũng được, sao tôi học được rồi. Thôi, thiên. Đi. Mai có muốn đi tập thể dục không con? Đi nha Linh. Cái gì? Nhưng lên làm toán đi. Mày để tao dựng điện thoại đây. Rồi. Tao mày muốn tạm làm toán.
giờ tôi làm trống, đố ông làm được nha. Rồi. Ôi giời, mày ghi mẹ mày đại học luôn đi, tao còn ra được căn bậc 5, căn bậc 10. Mày biết tao ngày xưa là thi khối A. Sao ghi nhiều vậy con? Con ghi thì con cũng phải biết nha. Cái gì vậy con? Ba thấy là hơi hồi hộp rồi đấy. Chốt đơn đi mọi người ơi. Rồi con ghi rồi, con có biết, con có đọc được không? Rồi con hay đố. Thì có người giải con thôi. À. Bây giờ con ghi ra con phải đọc được nha. Rồi, bằng bao nhiêu? Thế bây giờ con đọc dùng ba đi. Là cái số này là bao nhiêu? 101. À 101. Wow, vì tính. 1 triệu 1. 1 triệu 1. Thế 1 triệu có mấy số không? 5. 1 triệu có 5 số không? 101. Wow. 101 à, thế 101 nhưng mà đây là mấy số không? 3 số 0. 3 số 0 mà lại thành hàng trăm. Bây giờ bà tính rồi. Bây giờ con đố bà. Cái này con đố bà mà sao hỏi con. Nhanh lên. Con đố bà, thế bây giờ. Bây giờ bà lấy đi. Nhưng mà bây giờ con đố bà cuối cùng bà giải sai thì cuối cùng bà đâu biết kết quả. Ê bà cứ giải đi. Ờ con lạ thật nha. Bà giải. Bây giờ hàng đơn vị này là 3 số 0 thì nó là hàng ngàn mà sao con lại đọc là hàng trăm. Ê bà cứ giải đi. Ờ lạ nhờ. Đây. Thế bây giờ từ trăm trăm 1, 2, 3, 4 bốn số này số nào là lớn nhất, hàng đơn vị số nào là số này lớn nhất à, 2.300 là lớn hơn với 1.000 là con lộn. À sao dạ. À thế cho hơn 2 số không rồi rồi cái này lớn hơn à, đúng mà trong cái này là cái này nhỏ nhất nè, cái này lớn hơn. Rồi, ok. Thì cái này là lớn rồi. Thì lớn 3. Rồi thế bây giờ ba dạy con này, trong phép toán thì người ta sẽ nói là nhân chia trước nè, cộng trừ sau, nhưng cộng. Ôi dấu này là dấu cộng thì ba cũng nghĩ là con được giải Oscar rồi. Con được giải Oscar luôn rồi. Cộng. À ôi rồi con được giải Oscar rồi. Ba nghĩ là giải Nobel toán học thì chưa có học thuộc về rồi. Con rồi. Nhưng mà ba giải thì con thế. Bây giờ trước khi ba giải ba sẽ dạy cho con. Người ta nói là nhân chia trước cộng trừ sau. Thì bây giờ sao mà kêu con đưa toán gì ra ba cũng biết. Thì bây giờ ba đang giải này á. Bây giờ nhân chia trước cộng trừ sau, thế trong đây là có mấy phép con? Thì ba cứ giải đi thôi. Ôi trời, còn như thế. Ờ, tại sao nãy ba nói với mọi người là ba đưa toán để học cho ba thì bây giờ đang giải cho con này, bây giờ là nhân. Không, cái này ba tự giải không ba mà. Nhân đây. Chia trước cộng trừ sau, thì bây giờ con muốn giải con phải đóng ngoặc lại. Phép này là một phép là chia này. Rồi đó, sau đó cái phép này là phép cộng này. Thì ba phải giải đi. Thì bây giờ 1101 nó là cái số đơn vị cao quá con ạ. À, bây giờ con muốn thực hiện phép chia đúng không? 11.000 ở đây. Đấy, con phải chia ra như vậy này. Đó. Ở đây là 2.100. Đấy. Bây giờ 11.000 mà chia cho 2.100 đúng không? Đấy. Bây giờ mình sẽ làm phép toán. Đấy. Con không phải cười đâu con ạ. Đây, ví dụ như bây giờ mình sẽ bằng là con số 5 ở đây đi. Rồi, 5 nhân 0. Con sao con cười vậy con? Sao con cười? Phép này là nó sẽ không chia ra được, nó sẽ chia ra là phẩy. Mà con chưa học được cái phép đứng phép đó đâu. Thay vì bây giờ là 11.000 thì... À, giờ con xóa đi một cái số gì đó, con sẽ qua xem. À, và xoay luôn. Phép chia này là chưa ra được phép án chuẩn được. Rồi, con tự nhớ và con bay tự lấy. Tự nhớ cái gì? Tự nhớ cái số anh người này. Con đùa bà. Ba tự nhớ chứ. Con đùa bà. Đó. Rồi ba tự lấy đấy. Con mà giải đáp cho ba được không? Con làm như vậy để làm gì được con? Ê, ba nói là toán học cô giáo cũng đưa bài tập cho ba. À. Nếu mà ba chép vẹt thì ba cô giáo có cho ba nhìn không? Tất nhiên ba cô chép phạt thì cô phải ghi là cái phần chép phạt để ba ghi theo chứ con. Chứ làm gì có chuyện cô giao bài về nhà mà không cho ba chép phạt cái gì. Con đố ba. Ba làm đi, ba làm sao đi. Con đố buồn cười. Giờ ba ghi sao đi. Đây, con đưa gốc cho ba. Đấy. Làm người chết. Xem nào, hồi nãy nha, là 11.000. Được chưa? Phép đầu tiên đây. Này, ba ghi giống như con luôn này. Đấy, con chia cho 2.001. Được chưa? 2.001. Xong rồi con lại trừ một phát. Ở đây là 2.000 mấy nhỉ, để ba nhớ thế nào. Nói chung là con số 2.000 mấy đó. Nói chung là 2.009. Đấy. Vậy. Từ để ta nhớ thế nào.
2000 mấy nha, để nhớ nha, 2000 mấy nè, 2009. Xong rồi con có cộng ở đây nữa, ban đầu là 2003, xong ba mới hỏi con là số này với số này, cái số nào lớn hơn con thêm số 0 vào nữa. Đấy, đây chính là cái thêm. Ủa ba, sao nhỉ, sao lại chia? Sao lại 3 còn 2009 mà con? Sai rồi ba ơi, ba 7 rồi. Con còn nhớ cái gì ba chị? Đây nãy nè, con đưa cho ba là 1, 0, khó, ở lộn. Ê con ơi, mai có đi tập thể dục không con? Có, nhưng mà... bây giờ ba... Nãy giờ ba với con viết xong mà không có tăng một đơn nào con ạ. Một, cái việc này nó không. Đúng đi, cái này là ba sai nè. Nè, 2, 4. Đấy con lại bắt đầu thì con làm gì có 2, 4. Con hỏi mọi người xem có 2, 4 không con? Nè, mọi người chỉ, ba để thì hỏi số rồi. Đây, làm gì có 2, 4 ba. Ấp, sao? Ok. Mọi người được đáng. Làm gì có 2, 4 nè, giờ ghi lại cho ba không? Ba xóa bản hay ba học sinh rồi? Không con, không sao đi con. Ba đang là mẹ mày kiệu giáo viên mà con này cách đâu. Thôi con ơi, mình mới nãy giờ mình tăng được không đơn nào cả. Không, giờ con giải cho ba. Ba tự nhớ cái số mà ba ghi nha. Thế con có chắc là ba còn ghi xong con sẽ nhớ không? Không. Con ghi hơi nhiều đấy. Một đúng không? À. Nhớ nha. À. Rồi. Đúng rồi, nhớ nha. Ba chắc chắn là con nghĩ xong còn chả nhớ. Nhớ. À, ok. Ba con đi thì ba còn chả biết con đi cái gì nữa. Thì ba tự biết chứ. Rồi, ok. Trời ơi. Rồi con kể đi mấy số, con ghi 3 số rồi đó. Con ghi tới 5 số rồi. À ok. Nhớ nha. Con ghi cái gì vậy con? Con này con ghi tào lao với đao, con chẳng ghi ra cái gì. Thì bác nhớ thì cái này đâu phải số đâu con. Cái này là con tào lao rồi con phải ghi số đàng hoàng như con ghi vậy. Ba là nhớ 3 số đầu đó. 3 số đầu là gì? 20.001, 100 và 300. Sai. Ủa sao con còn chả nhớ con ghi cái gì? Bảy. Sợ con chả còn chả nhớ con ghi cái gì luôn con ạ. Coi con nào con. Đây là bạn để bạn live stream con này. Hết sức là lâu riêng. Thôi bạn, lại con ghi cái chữ số này nè. Mày dùng cái gì vậy? Nè. Mày dùng cái gì?